Sư đoàn trong ký ức tôi. Hồi ức. Tác giả Đậu Thanh Sơn. Giọng đọc Hải Yến. Số 30. Tổng phản công. Sáng ngày 30 tháng 12 năm 1978, sư đoàn tổ chức họp giao ban nhanh. Trong buổi họp, sư đoàn đã thông báo tình hình chiến sự trên biên giới Tây Nam với những tin vui hết sức nóng hổi. Trên dọc biên giới đã có những bước ngoặt quan trọng. Không chỉ trên hướng đường 13, sư đoàn 341 thắng lớn, mà các hướng trên toàn mặt trận đều thắng lợi. Khi sư đoàn 341 nổ súng giải phóng 5 căn Hòa Hội, thì các đơn vị khác trên toàn mặt trận biên giới Tây Nam cũng nổ súng cùng thời điểm tiến công Pol Pot hướng quân khu 7, phát triển tiến sâu vào đất địch 30 km, quân khu 9 diệt 800 tên Pol Pot tại chỗ, đánh chìm 2 tàu chiến trọng tải 200 tấn của địch. Quân khu 5 tiến sâu vào đất địch 40 km, đẩy chiến tranh sang đất đối phương, đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng biên giới. Trên hướng đường 13, ba sư đoàn sừng sỏ nhất của Pol Pot thuộc quân khu Đông bị ta đánh cho tan tác chim muông, trong đó có ba trung đoàn bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau thất bại thảm hại này, Pol Pot lệnh cho các đơn vị củng cố lại lực lượng để lập phòng tuyến đường 10 Đôn So, hòng cản lại cuộc tiến quân đang như thế chẻ tre của quân ta. Nhưng sau thất bại bởi đòn sấm sét 5 căn Hòa Hội, lực lượng của Khmer Đỏ giống như quân cờ domino đổ, kéo theo sự sụp đổ không gì cưỡng nổi trên toàn biên giới Tây Nam. Trên hướng đường số 7, các sư đoàn 280, 174, 310, 450 và 215 của Pol Pot cũng bị quân ta đánh cho tan tác, phải bỏ chạy tán loạn vào rừng. Trên đường 24, tình hình cũng có nhiều đột biến. Ngày 1 tháng 1 năm 1979, sau khi sư đoàn 2 thép chỉ đánh trong một buổi sáng, địch tại đây tan rã nhanh chóng. Trước thời cơ, quân đoàn 4 tung trung đoàn 270 và một tiểu đoàn của trung đoàn 201 tỉnh đội Tây Ninh vào đánh tiếp. Đúng 12 giờ trưa, các đơn vị bộ binh bắt đầu hành quân chiếm lĩnh trận địa. Lúc 14 giờ, bộ đội bắt đầu nổ súng tấn công. Trên tất cả các mũi, các hướng đều phát triển thuận lợi. Trước sức tấn công đột phá mạnh của ta, địch nhanh chóng thua và bỏ chạy khỏi trận địa. Chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, các đơn vị đã tiến sâu được hơn 10 km, trên chính diện 5 km. Bộ đội đánh nhanh, tiến quá nhanh, làm cho sở chỉ huy trung đoàn 270 phải chạy khá vất vả mới theo kịp. Đến 18 giờ 30 phút, trung đoàn bộ trung đoàn 270 dừng lại bên bờ nam, một hồ nước rộng khoảng 3 mẫu. Bộ đội nhanh chóng tản vào trong một phum có một số ngôi nhà sàn của dân. Có lẽ địch vừa mới bỏ chạy nên ở đây mọi tài sản vật dụng còn nguyên vẹn. Các loại gia súc như gà, lợn, trâu bò còn hàng đàn. Ngoài vườn, những luống rau xanh tốt do không biết của dân hay của lính Pol Pot, nên bộ đội chẳng ai dám đụng vào một thứ gì mặc dù thực phẩm đã hết, bởi đơn vị vừa trải qua một đợt học tập về dân vận quốc tế nên phải giữ nghiêm kỷ luật chiến trường. Ngày 30 tháng 12 năm 1978, sư đoàn tổ chức đại hội mừng công. Ngày 31 tháng 12 năm 1978, sư đoàn nhận lệnh của cấp trên chuẩn bị tiến công sâu vào đất địch. Theo tiếng gọi của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, của nhân dân Campuchia, của dân tộc Khmer anh em. Đứng trước nhiệm vụ mới, mọi cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341 Sông Lam lòng tràn đầy phấn khởi, hồ hởi bắt tay vào chuẩn bị cho trận đánh quyết chiến chiến lược, giúp bạn giải phóng đất nước, thoát khỏi bàn tay diệt chủng của bè lũ Pol Pot Yên Sri. Để tiến đánh và giải phóng thủ đô Phnom Penh, tại mặt trận phía đông tỉnh Svay Rieng, Bộ Chỉ huy Liên quân Việt Nam Campuchia được khẩn trương thành lập. Ông Khang Sarin, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Cách mạng Campuchia kiêm Tư lệnh Binh đoàn 1, cùng Thiếu tướng Hoàng Cầm, Tư lệnh Quân đoàn 4,
trực tiếp chỉ huy cánh quân trên hướng đường 1. Chiều ngày 2 tháng 1 năm 1979, lệnh tiến công giải phóng Phnom Penh được phát ra. Cũng thời điểm này, trên các hướng, các đơn vị phát triển thuận lợi. Sau khi bị lực lượng quân khu 9 diệt một trung đoàn tại Khánh An và Khánh Bình, sư đoàn 270 của Pol Pot đang án ngữ tại biên giới đối diện với tỉnh An Giang, phải bỏ chạy về Nam Tà Keo. Sư đoàn 320 của Pol Pot tại Bắc Hà Tiên cũng rút chạy khỏi Trà Phô, Trà Tiên và Bắc Campot. Sáng ngày 5 tháng 1 năm 1979, tuyến phòng thủ của Pol Pot ở Bắc đường số 2 Nam Tà Keo bị quân ta đánh tan, kéo theo tuyến phòng thủ của quân khu Đông Nam của địch cũng vỡ theo. Sự tan vỡ này của địch đã mở ra một bàn đạp hết sức quan trọng cho ta và bạn ở phía Nam Phnom Penh. Trên hướng Đông Bắc tại mặt trận Công Pông Tràm, 5 sư đoàn của địch cũng bị quân ta đánh cho tan tác. Lúc 0 giờ 15 phút ngày 2 tháng 1 năm 1979, Pol Pot ra lệnh cho các đơn vị của hắn rút bỏ đường 10 Đôn So và đường 1 để lập phòng tuyến tại núi Sa Cách và Đông Phản Niếc Lương, ngăn chặn bước tiến quân của ta tiến đánh vào Phnom Penh. Lúc 15 giờ ngày 2 tháng 1 năm 1979, sư đoàn 341 đang tập hợp lực lượng chuẩn bị đánh tuyến phòng thủ đường 10 Đôn So thì nhận lệnh của quân đoàn 4. Địch rút bỏ tuyến trước, co về giữ núi Sa Cách, Phrey Vang, Niếc Lương. Các cánh quân lớn của ta đang truy kích. Phía Đông Bắc đã tới đồn điền Cao Su Chúc, hướng Đông Nam. Ta đã bỏ qua Lục Sơn, Cúp Bô, đang uy hiếp thị xã Cam Phốt. Hướng binh đoàn ta, sau khi đánh chiếm thị xã Phrey Vang, đoàn 9, sư đoàn 9, phát triển theo hướng Nam. Đoàn 7, sư đoàn 7, đi giữa. Đoàn 2, sư đoàn 2, đi sau đoàn 7 theo đường số 1 đến Phà Niếc Lương. Sư đoàn 341 bỏ mục tiêu chốc, cơ động ngay về ngã ba đường 24 ở Công Phong Trạch. Nhận của binh đoàn 35 xe ô tô chở quân, một đại đội xe tăng thiết giáp, một đại đội pháo 85 ly, một đại đội cao xạ 37 ly, sử dụng trung đoàn 273 tiến công hành tiến, đánh chiếm núi Sa Cách, bảo đảm cánh bắc của binh đoàn trên hướng đường số 1 vào Phnom Penh. Sáng ngày 3 tháng 1 năm 1979, quanh thị trấn Công Pông Trạch, nơi hợp điểm của các cánh quân phía bắc đội hình tiến công của quân đoàn 4, các đơn vị trong sư đoàn 341 khẩn trương triển khai nhiệm vụ chiến đấu cho trận đột kích tiêu diệt tuyến phòng ngự của địch tại núi Sa Cách và Phà Niếc Lương. Trung đoàn 273 sau khi di chuyển đến Công Pông Trạch đã khẩn trương bổ sung vũ khí, trang bị, lương thực, thực phẩm và thuốc men. Tiếp nhận 35 xe ô tô vận tải chở quân, một đại đội pháo 37, một đại đội pháo 85, một đại đội xe tăng thiết giáp, tiểu đoàn 17 công binh và các đơn vị khác như trinh sát, thông tin, làm lực lượng đột kích chủ yếu trên hướng tiến công của sư đoàn. Trung đoàn 270 sau khi tiêu diệt thêm một tiểu đoàn địch ở phía nam thị trấn Công Pông Trạch đã nhanh chóng chuyển sang truy kích, hành tiến, bảo vệ cánh phải sư đoàn. Trung đoàn 266 sau khi đánh vào chóp không thành công, chuyển hướng theo đường Công Pông Trạch, hành tiến bảo vệ sườn trái. Không có xe cơ giới yểm trợ, các cán bộ chiến sĩ phải hành quân bộ, ngày đi đêm nghỉ, vừa đi vừa đánh địch. Đại đa số anh em lần đầu tiên hành quân bộ lại hành quân dài ngày nên chân người nào cũng bị phồng rộp. Buổi tối phải ngâm nước muối, ngày mai mới tiếp tục hành quân được. Trên trục đường số 1, sáng ngày 4 tháng 1 năm 1979, trung đoàn 273 có xe thiết giáp, xe tăng đi trước mở đường, tiếp đến là xe gieo chở quân của đại đội 9, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn công binh, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, tiếp đến các xe kéo các loại pháo. Tiểu đoàn 1 làm nhiệm vụ khóa đuôi đội hình và bắt đầu xuất kích. Hướng đột kích là Bắc Tây Bắc đường số 1. Mục tiêu là núi Sa Cách và Phà Niếc Lương trên sông Mê Công. Đường 1 đã từ lâu không được tu sửa nên bị hư hỏng nặng. Cứ vài trăm mét, địch lại đào ngang đường một đoạn hào so le nhằm giảm bước tiến cơ giới của ta. Vì không có đường cơ động nên xe chở quân
và xe tăng phải cắt đồng để đi, nhưng càng đi càng bị lún và lầy. Khi tiến quân đến gần một hồ nước lớn, xe thiết giáp và xe tăng bị đất lún và bị mắc lầy. Bộ đội phải tìm những cây khộp, cây dầu và gỗ ván lót đường để khắc phục. Những xe không bị lầy thì dùng tời kéo xe bị lầy ra khỏi chỗ lầy để tiếp tục hành tiến. Có hai chiếc tăng T-54 bị lún ngập gần tới tháp pháo. Việc xe bị lầy lún làm ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ hành tiến của đội hình. Để giải quyết sự cố xe tăng bị lún, Trung đoàn 273 đã đề nghị sư đoàn cho tiểu đoàn 1 ở lại xử lý. Còn đoàn xe cơ giới tiếp tục hành tiến và đã được sư đoàn đồng ý. Đội hình cơ giới của Trung đoàn 273 sau khi vượt qua cánh đồng và lên được trên đường 1 đã nâng tốc độ hành quân khá hơn. Lúc mờ tối ngày 6 tháng 1 năm 1979, Trung đoàn 273 đã tiến đến chân núi Sa Cách. Các ổ đề kháng của địch tại đây đã dùng hỏa lực B-40, B-41 bắn vào đoàn xe, nhưng đạn của địch đã nổ cách xe hàng trăm mét. Đội hình vừa hành tiến vừa dừng lại triển khai chiến đấu bằng hỏa lực trên xe tăng, xe thiết giáp, bắn áp đảo. Bộ binh tiểu đoàn 3 xông lên, chỉ 15 phút sau, cụm phòng thủ núi Sa Cách của địch đã bị đập tan. Trên công sự chỉ để lại những xác chết nằm vất vưởng, bọn địch còn lại đã chạy thoát. Sau khi tiêu diệt xong cụm phòng thủ tại núi Sa Cách, Trung đoàn 273 khẩn trương cho xe chạy vòng ra đường số 1 nhằm hướng Phà Niếc Lương truy kích địch. Lúc này, các đơn vị khác của sư đoàn 341 cũng vòng ra đường số 1 hành tiến sau đội hình sư đoàn 7. Lúc này, theo lệnh chỉ huy quân khu Đông, địch ở tuyến phòng thủ đường 10 Đôn So rút về lập tuyến phòng thủ bờ đông sông Mê Công, nhưng gặp phải bộ đội ta đang chiến đấu tại đây. Chúng chống cự yếu ớt rồi vứt súng bỏ chạy. Nhiều tên trà trộn vào trong dân để trốn thoát. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, trên đường số 1, đoàn xe pháo chở Trung đoàn 273 rầm rập tiến trong khói bụi mù mịt, tiến về đánh tuyến phòng thủ Niếc Lương, trong đó có cả đại đội trinh sát pháo binh của Trung đoàn 55. Những người lính sư đoàn 341 hồ hởi khấp khởi và tràn đầy niềm tin chiến thắng. Có lẽ đời lính không phải ai cũng có được những phút giây như vậy. Khí thế giải phóng thủ đô Phnom Penh hừng hực từng giờ từng phút và nóng bỏng trong lòng mỗi người lính xung trận khi họ được chứng kiến cảnh tượng hàng trăm chiếc xe với đủ loại vũ khí, khí tài, xe tăng, thiết giáp, pháo lớn, pháo nhỏ đang nối đuôi nhau hành tiến về giải phóng Phnom Penh. Tại khu vực Phà Niếc Lương, Trung đoàn 141 và Trung đoàn 113 được tàu của đoàn 962 Hải quân chở qua sông Mê Công và đổ bộ vào hạ lưu bến Phà Niếc Lương chừng 2 km, đã nhanh chóng nổ súng tấn công, đập tan tuyến phòng thủ của địch ở đây và chiếm bờ tây bến phà. Như vậy, khu vực chiến lược của Pol Pot, Phà Niếc Lương đã bị quân ta khống chế hoàn toàn. Cánh cửa phía đông tiến vào thủ đô Phnom Penh đã được mở. Việc giải phóng Phnom Penh bây giờ coi như được tính bằng giờ. Trên đường số 1 đến bến phà Niếc Lương, một cảnh tượng thật hào hùng đang diễn ra. Hàng trăm xe pháo xếp hàng chờ qua phà. Bến phà tấp nập, nhộn nhịp bởi xe tăng, thiết giáp, xe vận tải và hàng vạn bộ đội ta và bộ đội bạn vượt sông. Trên sông có phà giã chiến của công binh quân đoàn 4, có mấy chiếc phà nhỏ của bến và hai chiếc phà tải trọng hơn 100 tấn, sơn màu trắng, được đưa từ sông Hậu lên, đang hối hả đưa quân sang bờ tây sông Mê Công. Mỗi chuyến có thể đưa được cả một tiểu đoàn bộ binh. Sau khi qua phà, các loại xe khẩn trương dàn đội hình để tiếp tục hành tiến. Xe tăng, xe thiết giáp đi đầu đội hình, mở đường. Tiếp đến là các xe kéo pháo 37 ly, 85 ly, xe chở bộ đội xung kích và các loại xe vận tải chở vũ khí, lương thực, thực phẩm. Đoàn xe nối đuôi nhau hướng về Phnom Penh, cuồn cuộn lao đi như chiều dâng thác đổ. Lúc 9 giờ, trên máy bay trinh sát L-19 của ta báo tin, hàng trăm xe kéo pháo, xe vận tải, có cả xe tăng, xe thiết giáp của địch đang kéo chạy về Phnom Penh.
nhận định địch không kịp chôn mình, không có chướng ngại vật và không có tuyến phòng thủ nào lớn trên đường, nên đồng chí phó tư lệnh binh đoàn ra lệnh cho các lực lượng đã qua được sông phải thần tốc tiến công vào thủ đô Phnom Penh ngay. Trung đoàn 273 sau khi qua được phà, tiến hành dồn đội hình và thần tốc hành tiến về Phnom Penh sau đội hình sư đoàn 7. Từ phà Niếc Lương đến thủ đô Phnom Penh, đoạn đường chừng 60 km, đoàn cơ giới hơn 100 chiếc gồm xe tăng và xe chở quân của trung đoàn 273. Sau khi qua phà đi được hơn 1 km thì chiếc xe tăng đi đầu gặp phải ổ đề kháng của Pol Pot bắn ngăn chặn. Lập tức pháo 100 ly trên xe tăng của ta khạc lửa, ổ đề kháng của địch bùng lên rồi câm họng. Hai bên đường một là những phum sóc với những vườn cây ăn trái xanh tươi sum suê nên địch có thể lẩn trốn trong đó. Đường hành tiến chạy dọc theo bờ sông Mê Công nhưng đường xấu và hẹp lại đầy bụi khói. Tốc độ hành quân khá chậm, dọc đường xe vừa chạy vừa dừng. Hễ thấy chỗ nào nghi có địch phục kích là từ nòng pháo xe tăng lại khạc ra một quả đạn. Tiếng gầm rú của xe tăng, xe thiết giáp và tiếng nổ của đạn pháo từ xe tăng bắn ra vừa thị uy địch vừa động viên khích lệ khí thế bộ đội ta. Địch lập ra nhiều chốt phòng thủ dọc đường để ngăn chặn. Các ổ đề kháng này của địch nằm sát hai bên đường nhưng đều bị xe tăng, xe bọc thép của ta bắn áp đảo nên tan rã nhanh chóng. Ngoài số bị tiêu diệt tại chỗ, bọn còn lại bỏ chạy vào rừng. Rất nhiều xác lính Pol Pot nằm rải rác trên đường. Chính chúng nó, những tên lính áo đen này đã từng chặt đầu, mổ bụng, hãm hiếp, tàn sát hàng nghìn người dân vô tội ở các tỉnh biên giới Tây Nam. Hôm nay, chúng đã phải đền tội. Có chỗ, địch đưa xe tăng, xe thiết giáp ra kháng cự, nhưng đều bị hỏa lực của xe tăng ta bắn áp đảo. Một số xe của địch trúng đạn bốc cháy. Bọn tàn quân địch ẩn nấp trong các phum dọc hai bên đường, dùng súng bộ binh bắn vào đội hình. Đạn nhọn của địch bay chiêu chiếu qua đầu. Bộ đội ta trên xe thiết giáp cũng bắn xối xả vào những nơi địch đang bắn. Tiếng súng bộ binh địch bắn yếu ớt rồi im bặt. Dọc đường, chúng tôi bắt gặp rải rác một số trận địa pháo 130, 122 và 85 ly của Pol Pot. Các khẩu pháo này địch đã nạp đạn sẵn, nòng quay về hướng đông. Nhiều xe Hồng Hà còn mới nguyên, trên thùng xe chất đầy vũ khí, đạn dược. Xe nào cũng được ngụy trang kỹ, đậu dọc đường do không kịp chạy trốn. Đi ngược chiều với đoàn xe cơ giới của bộ đội là từng đoàn người dân Campuchia đang lếch thếch dắt díu nhau đi bộ hai bên đường. Họ gồm già trẻ trai gái, ai cũng gầy gò, rách dưới, bẩn thỉu, mắt trũng sâu. Họ bị lính Pol Pot lùa đi khi rút chạy, nay đang dắt díu nhau về quê cũ. Gặp bộ đội, họ đã hé nở nụ cười trên khuôn mặt xanh xao khắc khổ. Các cô gái và các chị phụ nữ đưa tay lên vẫy chào, nét mặt tươi vui, nhưng nước mắt giàn giụa, miệng nói sóc sở bay, samaki, samaki. An lành, hạnh phúc, đoàn kết. Các cụ già chắp tay trước ngực theo phong tục của người Khmer để chào bộ đội. Chúng tôi vô cùng xúc động trước cảnh tượng đó. Có những tốt thanh niên mặc đồ đen hoặc cởi trần, mắt lấm lét quan sát đoàn xe. Chúng tôi biết đấy là tàn quân của Pol Pot, vứt vũ khí để trà trộn vào trong dân chạy trốn. Bộ đội ta cũng chẳng đả động đến nó để cho nhân dân Campuchia rồi đây sẽ xét xử chúng. Với khí thế như thác đổ triều dâng, 11 giờ ngày 7 tháng 1 năm 1979, đơn vị đầu tiên của Sư đoàn 7 đã vào Phnom Penh. Trung đoàn 273 sau khi đánh chiếm khu vực sân vận động Olympic, phát triển theo đại lộ Monivong, tiến tới khu đài độc lập và khu vực bộ tổng tham mưu Pol Pot. Đây cũng là nơi hợp điểm của các cánh quân của ta và quân đội bạn. Trong lúc hành tiến về Phnom Penh thì một sự việc đau xót đã xảy ra khi đoàn xe qua khỏi Monivong. Thấy bên trái cầu có một kho xăng dầu, chiếc xe Jeep chở chủ nhiệm hậu cần sư đoàn rẽ vào để kiểm tra. Bọn tàn quân Pol Pot đã bắn một loạt đạn AK vào xe. Đồng chí Trung tá Phan Khánh,
chủ nhiệm hậu cần, và đại úy Nguyễn Doãn Yến, trưởng ban tuyên huấn sư đoàn, trúng đạn hy sinh tại chỗ. Đồng chí Đại lái xe và đồng chí Thiệu công vụ bị thương. Bác sĩ Lê Văn Phẩm bị một viên đạn bắn trúng báng súng K-59 đeo bên hông nên bị thương nhẹ. Cùng ngồi trên xe nhưng đồng chí Trung úy Vũ Minh, trợ lý thể thao của sư đoàn, may mắn không dính đạn. 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1 năm 1979, thủ đô Phnom Penh đã được giải phóng. Chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ, tàn bạo nhất trong lịch sử đất nước Chùa Tháp, đã bị đập tan. Từ hôm nay, nhân dân Campuchia thoát khỏi địa ngục trần gian của tập đoàn phản động Pol Pot Ieng Sary. Trong khi sư đoàn 7 và một số đơn vị của trung đoàn 273 đã vào thành phố, một số đơn vị dừng lại bên phía đông cầu Moni Vong. Lúc này, pháo 37 của một số đơn vị bạn ngoài thành phố và trên sông vẫn bắn cấp tập vào thành, bởi họ chưa biết quân đoàn 4 đã chiếm thủ đô Phnom Penh. Để không bị quân ta thắng quân mình, trung đoàn 273 phải điện về sở chỉ huy sư đoàn yêu cầu pháo binh của các đơn vị bạn hãy ngừng bắn vào thành phố. 12 giờ, sư đoàn 7, trung đoàn 273, sư đoàn 341 và 3 tiểu đoàn bộ binh thuộc binh đoàn 1 của bạn đã làm chủ toàn bộ thủ đô Phnom Penh. Đến 13 giờ 40 phút, một đơn vị của quân khu 9 chiếm sân bay Po Chen Tông. Trung đoàn 273, sư đoàn 341 vận động đến khu đông Phnom Penh, sau đó được lệnh quay xuống tây nam Phnom Penh. Trung đoàn 270 và 266 hành tiến theo đường 1 rồi dừng lại, cách thành phố Phnom Penh 4 đến 6 km. Sư đoàn 9 phát triển rộng ra đông sông Mekong, khu vực núi Sa Cách, Ba Nam. Sư đoàn 2 lùng sục địch khu vực phía nam Đôn So, chiếm thị xã Svay Riêng. Thành phố Phnom Penh hầu như vẫn còn nguyên vẹn, bởi quân ta tiến công quá nhanh, địch vội vã tháo chạy, không kịp phá hủy. Thành phố im lìm giống như một thành phố chết, không điện, không nước và không có bóng dáng người dân nào. 16 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ đội hình của sư đoàn 341 đều đã có mặt tại Phnom Penh. Các chiến sĩ ăn mừng reo hò, mọi người ôm chầm lấy nhau trong niềm vui rơi trào nước mắt. Cảnh tượng này tái diễn lần thứ hai, giống như ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Biên Hòa và Sài Gòn. Chiến dịch tổng phản công của bộ đội Việt Nam và lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia kết thúc thắng lợi giòn giã và hết sức nhanh chóng, chỉ vỏn vẹn có 7 ngày. Nhưng đối với người lính sư đoàn 341 đã trải qua 457 ngày đêm. Trong 457 ngày đêm ấy, sư đoàn 341 đã cơ động hàng nghìn km, đánh 51 trận cấp sư đoàn và trung đoàn bằng hợp đồng binh chủng và quân binh chủng. Chưa kể hàng nghìn trận lớn nhỏ cấp đại đội và tiểu đoàn. Trong 457 ngày đêm lăn lộn trên chiến trường dọc theo các tỉnh có đường biên giới giáp danh với Campuchia, đã chịu đựng biết bao khó khăn gian khổ. Bao cán bộ chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh quên mình khi tuổi đời còn rất trẻ, đã làm nên những chiến công anh liệt và vẻ vang. Máu đào của cán bộ chiến sĩ đã tô thắm thêm lá cờ truyền thống vẻ vang của sư đoàn và của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong 457 ngày đêm, sư đoàn 341 đã tiêu diệt và làm tan rã 18 sư đoàn của Pol Pot, diệt 11.213 tên, bắt sống 1.768 tên, gọi hàng 667 tên, đánh bại 14 sư đoàn, diệt và làm tan rã 12 trung đoàn, 18 tiểu đoàn, 87 đại đội, thu và phá hủy một khối lượng lớn vũ khí và phương tiện chiến tranh của Pol Pot. Cùng với các đơn vị bạn, giải phóng trên 4 triệu dân Campuchia, đập tan bộ máy thống trị của tập đoàn phản động Pol Pot từ trung ương đến cơ sở. Với chiến thắng này, chúng ta khẳng định quân đội và nhân dân Việt Nam với ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế trong sáng
sẵn sàng đập tan bất kỳ âm mưu và hành động chống phá nào của các thế lực phản động, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chiến thắng này đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ diệt chủng tập đoàn Pol Pot, cứu nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng, giành lại quyền được sống, quyền làm người và thực sự bước vào kỷ nguyên độc lập tự do. Chiến thắng Pol Pot trên biên giới Tây Nam và giải phóng thủ đô Phnom Penh ngày 7 tháng 1 năm 1979 là chiến thắng của chính nghĩa mà quân đội nhân dân Việt Nam làm nên. Trong đó có sự đóng góp của những người lính sư đoàn 341, đoàn bộ binh sông Lam. Chiến thắng này thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, mối quan hệ truyền thống gắn bó thủy chung, lâu đời, sự giúp đỡ trong sáng, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia. Tài liệu tham khảo. Sư đoàn trong ký ức tôi có tham khảo và sử dụng tư liệu từ các nguồn: sách Sư đoàn Sông Lam, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân 1984, sách Chặng đường 10.000 ngày, hồi ký của Thượng tướng Hoàng Cầm, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân 1995, Trảng bom trận đánh mở cửa cánh đông trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Trung tướng Vũ Cao, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 341, sách Quân đoàn 4, những năm tháng đánh Mỹ, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân 2005, bài Cánh quân hướng Đông Bắc với trận đánh then chốt của sư đoàn 341, quân đoàn 4, tác giả Đại tá Lê Văn Cúc, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn pháo binh 55, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 341, sách Quân đoàn 4, những năm tháng đánh Mỹ, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân 2005, sách Phía sau trận tuyến, hồi ký của Trung tướng Vũ Cao, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân 2011, sách Từ biên giới Tây Nam đến đất Chùa Tháp của tác giả Trần Ngọc Phú, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2018, bài Cuộc chiến vì chính nghĩa, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, báo Quân đội Nhân dân online, ra ngày 7 tháng 1 năm 2019. Bài Những ký ức khó phai mờ, tác giả Gia Khánh, báo An Giang online, ngày 29 tháng 12 năm 2018. Bài Từ thế bị động chuyển sang thế chủ động, phản công và tiến công giành thắng lợi, đại tá tiến sĩ Dương Đình Lập, báo Quân đội Nhân dân online, ra ngày 6 tháng 1 năm 2019. Lời kể của đồng chí đại tá Vũ Thang, nguyên tham mưu trưởng sư đoàn 341 và các cựu chiến binh sư đoàn 341. Lời kể bổ sung tư liệu của một số cựu chiến binh các đơn vị: sư đoàn 7, sư đoàn 9, lữ đoàn tăng thiết giáp 26, bộ tư lệnh miền, và cựu chiến binh Nguyễn Văn Điều, lữ đoàn tăng thiết giáp 203, quân đoàn 2. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện sư đoàn 341 cùng với các đơn vị bạn trong đội hình Quân đội Nhân dân Việt Nam có mặt trong đoàn quân tiến vào thủ đô Phnom Penh, giúp bạn đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot Yung Suri, giải phóng Campuchia, đã kết thúc hồi ký Sư đoàn trong ký ức tôi của tác giả Đậu Thanh Sơn. 495 trang viết đã đưa chúng ta đến với giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến trường kỳ, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, giúp bạn cũng như giúp mình, giai đoạn đầu cho đến chiến thắng Phnom Penh, lật đổ hoàn toàn chế độ diệt chủng Pol Pot. Một số bạn có ý kiến cho rằng tác giả chỉ là một chiến sĩ cối 60 nhưng đã viết một hồi ký như tư lệnh mặt trận, hay ít ra cũng như cán bộ chỉ huy cấp sư đoàn. Dù vậy, các buổi công chiếu vẫn được diễn ra với sự mong đợi của hàng trăm khán thính giả. Cuộc trò chuyện trong top chat không diễn ra sôi nổi như thông thường, cho thấy đa phần khán giả rất chăm chú theo dõi nội dung. Trong một cuộc trò chuyện gần đây với cựu chiến binh Lê Hiếu, tác giả
hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7. Quan điểm của anh là chép lại tình trạng xảy ra sự việc, hiện tượng đúng với cảm xúc của người lính khi 18 đôi mươi. Quan điểm này được đông đảo khán giả ủng hộ. Đó cũng là một trong những lý do khiến hồi ức của anh được yêu thích bởi hàng trăm nghìn người theo dõi kênh. Dù rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng quả thật có sự khác nhau rất cơ bản giữa hai cuốn hồi ức này. Một là hồi ức của người lính và một là hồi ức của người chiến sĩ về sư đoàn. Nếu Lê Hiếu kể câu chuyện của mình và đồng đội trong đội hình sư đoàn 7, thì Đậu Thanh Sơn lại muốn qua cuốn hồi ức kể về sư đoàn 341, trong đó có mình và đồng đội. Nếu hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7 cho chúng ta trải nghiệm cùng chiến sĩ Lê Hiếu với những cảm xúc vui buồn, cuộc sống gian khổ rất lính, thì hồi ký sư đoàn trong ký ức tôi lại đem đến cho chúng ta rất nhiều tư liệu, dữ liệu lịch sử của những mặt trận mà sư đoàn đảm nhiệm, những thời điểm, giai đoạn mà không phải chúng ta có thể tìm thấy dễ dàng. Với cương vị của mình, từ người chiến sĩ súng cối phát triển đúng sở trường thành cán bộ tuyên huấn, làm phong trào, viết tin bài tổng hợp. Có lẽ nhiệm vụ cuối cùng với sư đoàn dù không được giao của Đậu Thanh Sơn chính là sư đoàn trong ký ức tôi. Ở đó, chúng ta biết đến những trận chiến đấu ác liệt, hy sinh của sư đoàn 341 và các đơn vị bạn vào thời điểm mà toàn thắng cận kề ngay cửa ngõ Sài Gòn 29 tháng 4 năm 1975. Với những hình ảnh về giày dép, áo mũ và vũ khí địch ngổn ngang dọc đường, chúng ta đã nghĩ về cuộc hành quân thần tốc, quân ta đi tới đâu, địch tan rã tới đó, cũng loáng thoáng về một Xuân Lộc khó khăn, về những trái bom với sức tàn phá lớn, về những hy sinh ngay cửa ngõ Sài Gòn. Trong sư đoàn trong ký ức tôi, những thông tin rời rạc đó đã được tác giả tổng hợp và đưa ra một cách khoa học và đáng tin cậy. Về chiến tranh biên giới Tây Nam, những hồi ức về chiến trường ca, chúng ta biết không nhiều về giai đoạn cuộc chiến tại đường biên trước chiến dịch 7 ngày mùng 2 tháng 1 năm 1979. Có nhiều người đến nay vẫn thắc mắc tại sao ta không chỉ đẩy địch về nước chúng rồi bảo vệ đường biên và giữ lấy đất của mình, thay vì đưa quân qua Campuchia để rồi mất tới 10 năm chinh chiến gian khổ nơi xứ người. Sư đoàn 341 là đơn vị chủ lực tham gia bảo vệ biên giới từ khá sớm, có thể nói là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia phản kích dọc dài biên giới Việt Nam-Campuchia ở những nơi ác liệt nhất, với những cuộc hành quân thần tốc Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. Qua sư đoàn trong ký ức tôi, những trận đánh lớn nhỏ của sư đoàn 341 trong 457 ngày đêm để gìn giữ, bảo vệ đến phản kích tự vệ đã cho thấy thủ đoạn quân sự cũng như thái độ chính trị và âm mưu xâm chiếm của bè lũ Pol Pot. Với chúng ta, chỉ còn có một cách tự vệ duy nhất là tiến lên đánh tan xào huyệt của chúng, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ nô lệ, diệt chủng, cũng là giúp mình đập tan nguy cơ xâm lược từ chúng, một nguy cơ ngay sát bên sườn, để bảo vệ dân, bảo vệ đất. Qua hồi ức của Đậu Thanh Sơn, một sư đoàn 341 trẻ trung, oai hùng và bi tráng, đi qua hai cuộc chiến tranh, càng đánh càng lớn mạnh, trưởng thành, dù phải trải qua không ít đau thương tổn thất, bom, đạn, lửa, khói, và các chiến binh dũng cảm hiện lên như một cuốn phim. Ở đó có những cao trào, có kịch tính,
có những trận thắng lớn và cả những trận thua đau. Sư đoàn trong ký ức tôi còn được Đậu Thanh Sơn tỉ mỉ thận trọng đưa vào những hoạt động lúc chiến khi bình của người chiến sĩ. Trong đó, ngoài chiến đấu khi chiến tranh, những nhiệm vụ hàng ngày khi bình yên còn có chuyện yêu đương, chuyện vui buồn của lính. Tuy nhiên, có lẽ do ảnh hưởng của công tác tuyên truyền, văn phòng của anh đôi chỗ có dáng dấp của cách làm tuyên truyền. Nó đôi khi ảnh hưởng đến cảm xúc của người theo dõi. Nhưng tóm lại, Sư đoàn trong ký ức tôi là một tác phẩm bổ ích cho chúng ta, những người yêu lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, yêu quý và trân trọng lịch sử nước nhà. Yêu quý và trân trọng vai trò người lính Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh và giai đoạn lịch sử của nước nhà. Cuối cùng, Win Win Việt Nam xin kính chúc sức khỏe tác giả và gia đình, mong đại gia đình được an khang thịnh vượng. Thay mặt tác giả và những người làm chương trình, Win Win Việt Nam xin kính chúc sức khỏe của quý vị khán giả và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình, đã ủng hộ hồi ký. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.